mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay sẽ là video để mà chia sẻ một set son của Sephora Favorites. Cái set này thì nó chỉ được bán trong những tháng cuối năm như là tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Và cứ mỗi năm thì Sephora sẽ cho một set, những cái set mà có giá trị như là một set mỹ phẩm hay là một set son gì đó. Thì Sephora nó sẽ ra những cái set như là Kiomi Sun Lip hay là Kiomi More Lip. Nhưng mà bản thân mình thì mình thật sự không có ưu ái và cũng không có thích lắm về những cái set son Kiomi Sun Lip, bởi vì nó rất là ít son, chỉ có 4-5 cây thôi. Còn Kiomi More Lip thì nó tràn lan rất là nhiều số lượng son và mình có thể tha hồ thử tất cả các màu son cũng như là những cái dòng son luôn. Thì những cái set son như thế này nó sẽ bao gồm những cái dòng son gọi là best seller của hãng, hoặc là những màu son mà được nhiều người yêu thích nhất thì họ sẽ lựa chọn và gọt vào trong set này để cho những người mua có thể là tiện sử dụng cũng như là thử nghiệm qua những dòng son đó. Thì cái set này á, mình mua là với giá là 68 đô, nhưng mà giá trị thực của nó là 254 đô lận. Cho nên là cái set này cũng rất là giá trị, cho nên mình cũng recommend các bạn nên mua đi, bởi vì nó chỉ bán trong dịp cuối năm thôi. Và nếu mà hết rồi thì chắc hẳn cũng rất là không thể nào mà quay trở lại mà mua lại được nữa hết. Thì trong đây thì nó có nói là 5 cây full size và còn lại là 10 cây mini size luôn. Và đây là cận cảnh set son mình đang có đây. Đây mình sẽ mở các bạn xem. Thì đây các bạn có thể thấy là những cây son full size như thế này, như là của Anastasia nè, Huda, rồi Wonder, Bobbi Brown, rồi Talk. Đó là những cây son full size. Những màu son trong set này thì mình thấy nó khá là đa dạng hơn. Nó từ tông nude, rồi từ nút da, rồi nút hồng, rồi tới màu hồng, rồi màu đỏ, và từ son matte, rồi son satin, son dưỡng, rồi tới son bóng. Thì trời ơi, mình thấy là rất là đa dạng. Ví dụ như các bạn có thể mix những cái màu ví dụ trong đây để mà thành một cái màu son như ý các bạn cũng rất là được nữa. Và bây giờ mình sẽ swatch cũng như là thử những cái màu son này để review cho các bạn nha. Cái hộp bên ngoài của nó, cây đầu tiên của nó là cây son của Sephora. Thì cái mini size của nó thì trời ơi, thật sự phải nói là rất là nhỏ. Và nó dựng trong cái khay như thế này, mình sẽ lấy nó ra luôn nha. Thì đây là cái cây mini size Sephora. Cái cây này cực kỳ nhỏ luôn á. Mà cái dòng son của Sephora mặc dù đó là son kem á, thì có rất là nhiều người khen, nhưng mà mình chưa có dịp sử dụng cũng như là chưa có dịp thử qua về cái dòng son kem của nó, nhưng mà mình cũng nghe nó rất là đình đám. Và cái dòng của nó là Lip Cream Stain. Cái màu này là màu số 1, là cái màu huyền thoại nhất của Sephora. Bây giờ mình sẽ đánh màu này xem sao nha. Mini size cực kỳ nhỏ, mình cũng không biết cái cây son này sẽ sử dụng được bao nhiêu lần nữa. Thì cái màu son này á, khi mà mình đánh lên mình thấy chất son của nó, mình cảm thấy rất là thích. Thì đúng như những gì mà người ta đã từng khen về dòng son này, mặc dù nó rất là nhỏ nhưng thật sự rất là có vỏ luôn á. Tại vì cái đầu của nó là nó xíu luôn, nhưng mà mình thấy hả, cái đầu cọ của nó rất là mềm và không gây cảm giác bị khó chịu trên môi một xíu nào hết luôn. Và mình cảm thấy rất là thích cái màu đỏ này luôn. Và màu đỏ của nó đúng là chuẩn đỏ luôn á, làm cho mặt mình cũng sáng nè, làm cho răng mình nó cũng rạng rỡ hơn nữa. Và cái độ mà dạy như nó bị lem ra ngoài thì không hề luôn. Ví dụ mà mình skip nè, mình uống nước đồ này kia nó cũng không bay ra ngoài, nhưng mà tuy nhiên nó vẫn lộ một tí xíu phân môi tí xíu thôi, nhưng mà mình thấy cũng rất là đẹp trên cái môi của mình nữa. Và nó kiểu rất là mịn như nhung, cảm giác như cái môi mình nó như là đắp lên một lớp nhung vậy. Nói chung là mình rất là thích, có thể là sau này mình sẽ mua một vài màu của Sephora về thử nữa. Rồi cái thỏi thân thứ hai của nó là thỏi son YSL. Thì dường như cái set năm rồi hay là những cái set của Sephora đều có cây son màu số 1 mini size này của YSL hết luôn. Và mình thấy là năm rồi cũng có, năm nay cũng có, và những cái thỏi son thỏi của nó thì mình cũng đều có cái màu số 1 này rồi. Mình cảm thấy mình có khá là nhiều màu số 1 của dòng YSL này. Thì nếu như các bạn nào chưa biết qua về cái mini size của cây YSL này á, thì thật sự là nó kém chất lượng hơn rất là nhiều so với packaging của cây thỏi full size. Thì mình nghĩ là do là cái đồ tặng thì đương nhiên nó sẽ không có đầu tư quá nhiều về cái packaging của nó, nhưng mà thật sự là cầm như vậy thì mình cũng không có an tâm khi xíu nào khi mà mình mang nó theo hết, là nó quá là nhẹ luôn. Các bạn thấy là nó không có một miếng trọng lượng nào hết trơn, nó cũng chỉ là một cái vỏ nhựa mỏng luôn á các bạn. Trời ơi, mình không biết phải nói sao, cái packaging này hơi tệ. Nhưng mà
cái hỏi xong bên trong của nó nè, mini size, nhưng mà các bạn thể thấy cái trọng cái lượng so trong đây cũng khá là nhiều nữa các bạn. Đó thì mình nghĩ là cũng khá là tiện khi nào mình sắp đi du lịch nữa. Thì cái màu số 1 này cũng đã sử dụng rồi, thì màu số 1 này là cái màu huyền thoại của YSL luôn đó nha. Bây giờ mình sẽ thoa cái màu này lên cho các bạn xem luôn. Thì đối với cái son YSL này thì mình đã sử dụng rồi, cho nên là mình cũng có những nhận định bình thường đối với nó thôi. Còn nếu như bạn nào đã chưa biết qua hay là chưa sử dụng về dòng son này á, thì cái màu số 1 này là một cái màu đỏ thuần luôn. Thì nó cũng giống gần gần với cái màu của Sephora vừa rồi. Thì nó cũng tôn răng của mình và cũng như làm sáng gương mặt của mình nữa. Thì cái màu này á, nó là dạng son thổi, cho nên là nó cũng không phải là dạng khó thoa một xíu nào hết. Nói chung là nó cũng có dưỡng, và khi thoa lên nó cũng sẽ tạo một cái độ bóng ở phía trên môi của mình nữa, cho nên là mình nghĩ là nó cũng sẽ dễ bị vây ra ngoài, hoặc là cũng dễ trôi nữa, hoặc là phù hợp cho những bạn nào là môi khô thì sử dụng màu này rất là phù hợp. Mặc dù cái thân son của nó nhỏ nhưng mà mình thấy là thoa cũng chắc chắn và cũng không khiến cho dễ bị gãy nữa, cho nên là cũng ok về cái độ mini size của nó. Màu thứ ba sẽ là cây son của Maxi Cups, màu Kiss Kiss Bang Bang. Thì cái màu này cũng rất là gọi là best seller của Maxi Cups, và có rất là nhiều người mua cũng như là sử dụng luôn. Và cái thỏi này là thỏi mini size. Thì mình cũng đã từng review về cái vỏ cũng như là packaging về một số cái màu son khác của Maxi Cups rồi. Thì mình sẽ thoa cái màu này cho các bạn xem nha. Mình cũng chưa có sử dụng qua cái màu son này nữa. Bây giờ mình sẽ thoa cho các bạn xem nha. Về cảm nhận của mình á, thì mình thấy cái màu son này thì nó là một màu hồng đất, nhưng mà cái tông hồng của nó sẽ hơi nhiều một xíu với màu hồng đất, nhưng mà cái màu nó rất là nhẹ nhặn và rất là sao ta nhẹ nhàng cho mình nữa. Thì mình thấy là cũng khá thích cái màu son này. Thì đúng là cái màu này cũng là best seller thì cũng phải thôi, tại vì mình thấy là rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho tất cả các kiểu make up cũng như là những cái tông da khác. Mình nghĩ là đều có thể sử dụng được màu son này luôn. Son quét lên môi thì rất là mướt và bám màu rất là tốt luôn, và độ dưỡng ẩm trên môi cũng cực kỳ là tốt đối với môi mình nữa, và mình cũng rất là thích cái màu son này luôn. Màu tiếp theo sẽ là một thỏi son của Poppy Brown. Thì đây là một thỏi full size và cái packaging các bạn có thể thấy là rất là đẹp và sang chảnh luôn, là một màu vàng. Và cái thỏi của nó rất là nặng tay luôn á, cho nên là mình rất là thích về cái packaging của nó luôn. Thì cái màu này là theo mình thấy ở bên ngoài thì nó kiểu như là một màu tím mận đó các bạn. Đó thì cái màu này cũng khá là phù hợp để sử dụng vào cái mùa thu đông này nữa. Thì cái màu này thì nó có số là màu số 15. Son này trên cái thỏi son thì mình thấy nó hơi là một xíu màu tím sậm hơn, nhưng mà đánh lên môi của mình nó hơi bị tím, hơi tươi một xíu, thấy là tím nhiều hơn luôn mà không có thấy sậm quá. Và cái chất của nó thì quá trời siêu luôn á các bạn, nó bóng cái độ mà cảm giác như là môi mình là thoang son bóng lên luôn á, nó căng đầy và nó bóng, nhìn thấy là dưỡng đầy tràn trề luôn á các bạn. Thì cái màu này thì đương nhiên đúng kiểu dành cho mùa thu đông rồi, bởi vì cái màu quá là hợp và dưỡng rất là cao, cho nên là mình sẽ không sợ môi mình khô nữa. Sẽ là cây son của Too Faced. Cái dòng này là như là lip gloss, hay là nó ghi là high shine lipstick, thì mình nghĩ nó cũng như là lip gloss vậy. Thì nó cũng lại là một cái màu tím nữa, thì thôi mình để mình đánh lên môi mình ra sao nha. Thì trời, phải nói là cái màu này rất là đẹp luôn á các bạn. Cái màu này thì nó kiểu tím mà pha một xíu hồng, đúng cái kiểu màu mình thích luôn. Và cái lip gloss của nó có điều là nó hơi bị kẹo và hơi dày quá, và cái mùi hương của nó thì hơi kỳ, mình không thích cái mùi hương của nó xíu nào đâu.
Và phải nói là cái màu rất là đẹp, mình cũng không biết nói sao, nhưng mà mình cũng không phải là fan của lip gloss cho lắm, cho nên là cái màu này mặc dù đẹp nhưng mình nghĩ là mình sẽ ít sử dụng lắm đó. Thỏi son tiếp theo sẽ là một thỏi son của Urban Decay. Thì so với cái cây YSL thì mình rất là thích hơn cái packaging của Urban Decay nhiều hơn, bởi vì mình thấy nó chất lượng và nó gần tương đối gần giống với cái cây full size rồi. Và cái màu bên trong thì thật sự mình không ấn tượng lắm, là một cái màu hồng cánh sen mà thêm có nhũ nữa, thì không biết cái màu này ra sao nữa, thôi giờ để mình đánh lên môi nó ra màu gì đã. Với cái màu son này thì nửa thích và nửa không thích. Khi mà nhìn ở bên ngoài thì thật sự nó chắc cái màu này không phù hợp với mình chắc rồi ý đấy. Nó hơi bị nhũ đó trời. Thì thật bản thân mình thì thấy những cái màu này rất là khó sử dụng. Nhưng mà đánh lên môi thì mình nghĩ là cái màu này sẽ phù hợp khi nào mình đi tiệc đêm, hoặc là những cái make up nào đó nó hơi ấn tượng và cần cái độ mà lóng lánh hơn thì màu son này sẽ rất là phù hợp. Và mình thấy là có lẽ mình sẽ sử dụng, nhưng mà sẽ là ít khi sử dụng lắm. Nhưng mà vẫn là ok, nhưng mà vẫn cái màu son vẫn rất là được luôn á các bạn. Yeah, she's staring in my eyes, saying, baby, you got some superpowers. Tiếp theo sẽ là cây son từ thương hiệu Wonder Beauty. Thì cái hiệu này thì mình mới biết, mình biết là nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy là cái thương hiệu này nó khá là mới mẻ với mình nữa. Thì thỏi son này hình như nó có ghi là full size. Thì đây là một cái thỏi son hai đầu á các bạn, nó có hai đầu nè. Nhưng mà khi mình không hiểu là do cái đầu như vậy rất là dễ bị hư son luôn á, như là trong cái cây son này mình có một cây bị chạm đầu rồi nè. Thì thật sự là mình không thích cái packaging như vậy cho lắm. Nhưng mà được cái là một lần mà bạn sắp đi một cây son thì sẽ được dùng được cả hai màu luôn. Thì đây là hai cái màu son, nhìn cũng như là hơi bị giống mini size ha, chứ không phải là full size. Đó, thì bây giờ mình sẽ đánh hai màu này cho các bạn cùng xem luôn. Thỏi son hai đầu này thì nó có hai màu khác nhau, và cái màu nó lên rất là tự nhiên. Và mình thấy là lần đầu quẹt lên thì cái độ bám mặt của nó bám không tốt cho lắm, là mình phải tô mấy lần thì cái độ mặt của nó mới lên. Và mình thấy là cái chất son của nó cũng khá là creamy và bám cái độ nhẹ nhàng trên môi và tạo cảm giác rất là tự nhiên cho môi mình nữa. Thì cái màu son này á, thì hai màu này sẽ rất là phù hợp cho những cô nàng nào yêu thích sự nhẹ nhàng và tự nhiên. Và cái đầu son của nó cũng rất là dễ thoa lên môi nữa. Ví dụ như mà mình không cần nhìn kiến, mình vẫn có thể thoa được cái cây son này luôn, và rất là dễ thương nữa. Tiếp theo sẽ là một cây son của thương hiệu là Touching Soul. Cái này là theo mình biết là nó kiểu như của Hàn Quốc vậy á. Thì cái đầu này, son này là son hai đầu, thì nó có ghi là một đầu là dạng gloss và một đầu là liquid. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ cái dòng son này là quét liquid lên rồi sau đó quét lip gloss lên, thì mình nghĩ là hai màu này sẽ lên được đúng màu. Và cái lúc đầu mình nhận cái son này nè, mình thấy cái bột liquid của nó bị đọng ở phía dưới và bị dưới đây nè các bạn. Cho nên xài các bạn phải nhúng cho nó đều màu lên thì thoa lên nó sẽ tốt hơn, mình nghĩ là vậy. Thì quả thật là đúng là hai đầu là phải cùng sử dụng một lúc thì cái màu nó lên mới là đẹp. Tại vì lúc đầu á mình đánh cái màu liquid á thì mình thấy cái màu á nó rất là nham nhở và không đều màu, và nó hơi lỏng như là nước và mình không biết tán làm sao để mà cái màu nó đều hết. Thì xong sau đó thì mình mới sử dụng cái gloss của nó thì đúng là cái màu nó mới chuẩn hơn rất là nhiều. Thì cái màu này nó là một cái màu nâu ánh hơi vàng, thì mình thấy nó cũng khá là đẹp nhưng mà cũng hơi là khó sử dụng nữa. Nhưng mà nó cũng hơi rít rít và sao đó, nhưng mà nó cũng như là dạng đúng kiểu son bóng, thì cái này cũng là cái gloss rồi. Nhưng mà cái mùi hương của nó hơi bị thơm quá luôn á. Tới khi mà mình đánh lên môi mình rồi mà lâu lâu cái mùi hương nó vẫn thọt vô cái mỏ của mình. Lâu lâu mình nghe cái mùi hương nó trong miệng mình rất là khó chịu. Cái dòng son này nó quá là thơm luôn á.
cái full size lip gloss của Anastasia thì mình thấy là trong set này cây này mua cũng rất là hời luôn á các bạn. Bởi vì nó là full size và nó là lip gloss và có mình thấy là nó như là một màu hồng và có một tí xíu nhũ vàng nhẹ. Và bây giờ mình đánh màu này lên nha. Thì từ nãy giờ thử rất là nhiều lip gloss rồi thì mình mới thấy là đây là một trong những lip gloss mà mình thấy đẹp nhất trong cái set này luôn á. Thì cái màu của nó rất là nhẹ nhàng đó. Thì cái màu này nè, nó là một màu hồng nude và có một xíu bóng nhẹ, nhưng mà cảm thấy là màu này á, nhìn cái mặt mình nó nhìn nó thanh thoát và nhìn nó sang trọng và quý phái hơn rất là nhiều. Và cái màu mình này rất là thích luôn và nó là full size nữa. Và với cái đầu cọ của nó thì cũng y chang cái đầu cọ của son liquid lipstick luôn và nó rất là mềm mại và rất là dễ thoa trên mông của mình nữa. Cái tiếp sẽ là một cây son từ thương hiệu Smartbox. Cái dòng son này là dòng Always On Liquid Lipstick. Thì đây là một cái dòng son rất là hot của thương hiệu Smartbox trong thời gian gần đây, là mình thấy là có rất là nhiều bạn mua sử dụng cũng như là ca ngợi về cái dòng son của nó nhiều lắm. Thì cái màu son này nó có tên là màu Rival Seed. Thì cái màu này cũng rất là hot luôn á. Và trước mắt thì mình thấy nó kiểu như là một màu hồng hồng cam cam nút. Đó, thì mình thấy là vậy. Cái cây này là cây mini size nhưng mà mình thấy packaging của nó cũng rất là chất lượng luôn. Và cũng không thua kém gì lắm với cái cây full size hết. Nhưng mà được cái nhỏ gọn và cái cũng khá là đẹp nữa. Nhìn á, trong cái thân son thì mình thấy như là màu hồng cam đất. Thôi lên mau của mình thì mình thấy cái màu cam đất nó nhiều hơn. Và mình thấy là khá là thích bởi vì đây là mini size nhưng mà cái đầu cọ nó đều y chang cái full size luôn. Đây là một điểm cộng của dòng son của Smartbox. Và cái màu son này thì mình thấy nó rất là dễ sử dụng và phù hợp cho tất cả các tông da. Ví dụ mà các bạn da ngăm thì mình nghĩ các bạn vẫn có thể sử dụng được màu son này. Và nó cũng rất là phù hợp cho tất cả các kiểu makeup luôn. Tiếp theo sẽ là cây son của nhà Tarte. Thì cái son này là một loại son dưỡng và hồi đó mình đã từng mua rồi. Thì cái dòng son này nè, mình hơi bị xui một cái là mình không biết cái chất của nó. Các bạn có thể thấy cái đầu của mình là bị hư hết trơn luôn á. Mình không biết là do cái chất của nó như vậy hay là do mình xui mình mua nhầm cây son bị như vậy nữa. Và cái nắp son của này không dính một tí xíu son nào hết, cho nên là mình không biết là lỗi là do cái gì nữa. Thì cái mùi son của cây này nó thơm, cái mùi bạc hà mà nực nồng luôn á các bạn. Và cái này là một loại son dưỡng và cũng có màu nữa. Thì cái son này là cái son full size nha các bạn. Và khi mà thoa cái son này mình mới xác định chắc chắn là cây son này cái chất nó quá là dưỡng và mềm đến độ mà có thể rất là dễ gãy. Mình nghĩ là vậy. Nếu như để trong môi trường nóng quá thì chắc son nó sẽ chảy ra luôn á. Bởi vì trong lúc mà mình thoa cái son này lên, cái chất nó rất là mềm, kiểu mà mềm xốp và mềm nhũn ra luôn á. Theo điều mà mình nói nó chảy ra luôn á các bạn. Và cái dưỡng của nó hơi bị nhiều và mình thấy cái chất son của nó là hơi dưỡng dày á các bạn. Cho nên là thoa một cái lớp nhẹ thôi mình thấy là cái dưỡng lên khá là nhiều rồi. Và nó hơi tạo cảm giác lạnh lạnh cái môi, hơi tê tê cái kiểu mà do cái bạc hà của nó nhiều quá, cho nên làm cảm giác môi mình lúc nào nó cũng bị tê lạnh do cái kiểu mà giống như ăn kẹo xinh gum á các bạn biết không. Đó là cái cảm giác mình thoa xong này là nó là như vậy đó. Cây son từ thương hiệu Hourglass. Cái này là mini size nhưng mà packaging mình thấy nó rất là đẹp luôn và rất là sang chảnh nữa. Thì mình thấy là nó là một cái cây giống như là cây bút vậy đó. Thì mình trước mắt mình thấy nó là một cái màu nude. Cây son này thì mình thấy cái lượng son trong cây nó có chút xíu xìu xìu luôn á các bạn nè. Nó rất là ít luôn á. Và mình thấy cái màu nó lên màu cũng khá là nhẹ nhàng, nó là một màu nude da và rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái màu này mình nghĩ là các bạn khi nào make up các bạn hả sử dụng nó, nếu mà không make up thì mình nghĩ cái màu này lên mặt rất là tái, rất là kỳ cục. Nhưng mà phải nói màu này rất là đẹp. Và cái son này á, nó lên môi mình rất là mướt và nó cũng có một tí xíu độ bóng nhẹ nhẹ. Và nói chung là nó cũng dễ lướt lên môi và độ bám cũng rất là tốt nữa. We'll be right back.
Và bây giờ sẽ là màu Laura Mercier, một màu nude. Và cái màu này nè, mình mở ra nó đổ khá là nhiều mồ hôi nữa. Với cái set năm rồi á, thì mình thấy là những cây son mình mua nó ít khi đổ mồ hôi cũng như là ít bị chảy ra. Nhưng mà cái set này mình thấy là những cây son của mình nó đổ, nó chảy ra rồi nó tóc mồ hôi hơi bị nhiều. Cho nên là mình không biết là những thỏi son này nó chứa quá nhiều dưỡng hay là Việt Nam mình quá nóng đi chăng nữa. Cho nên là mình cũng không hiểu nguyên nhân lý do là tại sao. Thì cái màu này là màu nude và nó là mini size luôn. Cái màu này nè, khi mà thoa lên môi mình thì mình thấy nó hơi là màu nude da vậy đó. Và cái chất son nó rất là mướt luôn, lên thoa môi của mình nó kiểu mà bám mà rất là tốt. Nhưng mà khi mà thoa rồi cái mình thấy là nó hơi bị lon rộn, kiểu như giống như là những cái bạn nào đánh nè nó bị khách khi mà bị lẩm chẩm thì cái môi son cái màu này cũng y chang vậy luôn. Và mình càng thoa lên thì cái màu nó càng tệ hơn nữa. Và không hiểu tại sao cái màu này nó lại kỳ như vậy. Và cái màu này nè, đặc biệt cũng cần phải make up thì mới thoa được, chứ mình thấy cái màu này nó hơi bị làm răng mình vàng hơn xíu, còn nếu không make up thì chắc cái mặt nó cũng tái theo luôn á. Tiếp theo sẽ là một cây son khá là giá trị trong set này, đó là cây son full size từ thương hiệu Huda Beauty. Thì cái dòng son này thì mình cũng đã từng review cụ thể cũng như là chi tiết về dòng son này rồi. Cho nên là bạn nào muốn hiểu rõ về chất son cũng như là dòng son này ra sao thì các bạn có thể click ở đường link phía trên mình đã để cho các bạn xem rồi. Và cây này là cái màu mình cũng đã từng review trong cái clip trước luôn. Và đây sẽ là cây son cuối cùng trong set, đó là cây son lip gloss của Dior. Và cái thiết kế rất là siêu nhỏ luôn á. Và bây giờ mình sẽ đánh nha. Cái màu của nó là màu số 001. Và nhận xét của mình thì thấy cái cây này nó cũng không khác gì cái cảm giác của mình đối với cái dòng son dưỡng của Top một xíu nào hết. Nó là một cái lip gloss hơi hồng nhẹ, hay là do nãy giờ mình swatch quá nhiều son rồi thành ra để lên lớp base thì mình cũng không biết rõ là cái màu lip gloss này nó có một xíu hồng nào không, hay là nó chỉ là dạng trong suốt. Nhưng mà trời ơi, cảm giác nó đánh lên nó lạnh môi mình kinh khủng khiếp, mà cảm giác nó cứ lạnh liên tục luôn ấy. Thông mình nghĩ là chừng nào các bạn bôi đi cái màu son này thì nó mới bớt làm tê tê lạnh lạnh cái môi, chứ mình thấy rất là khó chịu về cái son này luôn. Vậy là đã kết thúc một quá trình thử nghiệm 15 màu son cho các bạn rồi. Thì mình thấy là cái set này nó cũng khá là nhiều màu và có nhiều màu dễ sử dụng đối với nhiều bạn nữa. Và nó ít cái màu dị hơn, nhưng bản thân mình thì mình thích những cái tông màu nó hơi dị dị và đặc biệt hơn những cái màu son bình thường mình mua hơn. Thì cho là cái set này nó đa phần là những son thỏi, đối với cá nhân mình thì mình thấy là không thích cho lắm nhiều, tại vì nó chỉ có một vài màu là liquid lipstick thôi, còn lại là son thỏi. Và son thỏi thì đối với mình là nó không có ăn điểm với mình cho lắm. Lý do là tại vì nó không có bám tốt trên môi của mình, cũng như là độ lên màu của nó còn lưng chừng quá, không đạt được cái nhu cầu lên màu như mình mong muốn. Nhưng mà trong đây thì mình thấy giá trị nhất thì là cái cây son Huda, cây son Anastasia. Đó, thì mình thấy nó giá trị như đó thôi. Còn lại thì những thỏi đó mình cũng không thích lắm, và cái màu mình cũng không ưa chuộng lắm. Mình nghĩ set này sẽ rất là phù hợp. Thứ nhất là cho những bạn nào là môi khô, thứ hai nữa là bạn nào yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính. Thì cái màu này trong set này đa phần mình thấy là nữ tính. Nhưng mà hoặc là cho những người gọi là mấy cô mấy dì lớn tuổi vẫn có thể sử dụng được, bởi vì cái màu cũng khá là nhã nhặn nữa. Và ví dụ như những bạn nào mà yêu thích phong cách Tây thì ít màu lắm, thì mình chỉ thích có vài màu thôi, cho nên mua thì nó hơi phí. Và có lẽ có sẽ có một vài số màu mình cũng ít sử dụng đến trong set này nữa. Và chốt lại là nếu như bạn nào thích sưu tầm son có thể mua set này, hoặc là các bạn nào không muốn là mình mua từng cây lẻ hay là đầu tư quá nhiều cho một cái từng dòng son, thì cái set này cũng rất là tiện cho các bạn nữa. Và giống như là những cái son này mình nghĩ là trong năm có thể sử dụng được hết những cái màu trong set này luôn, rất là tiện. Thì về đánh giá ở bản thân mình thì có nên mua hay không thì mình cũng 50-50, chủ yếu là thích hay không lỡ các bạn thôi. Bởi vì ở trong set này mình nghĩ là
các bạn nào mà yêu thích cái sự nhẹ nhàng hoặc là thích vũ nhiều hơn thì cái set này mình thấy là nên mua. Nếu như mà bạn nào yêu thích sự make up đa dạng như mình đó thì mình nghĩ là cái set này nó không được phù hợp cho lắm và hơi phí, bởi vì nó hơi bị quá nhạt nhẽo và nó cũng sao sao, mình cũng không biết nói sao. Nhưng mà nói chung là mình thấy bản thân mình là mình cũng không yêu thích nhiều lắm về cái tông màu trong set này. Đây là video review về set son Yumi More Lip của Sephora Favorite đã xong. Thì hy vọng đây sẽ là một video chia sẻ hữu ích đối với các bạn đang muốn tâm tư hoặc là muốn mua về cái set này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến đây và đừng quên like cho video này và subscribe kênh channel của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See ya.